Kim Đỡm Khang được chứng minh lâm sàng có hiệu quả hỗ trợ tan sỏi mật sỏi gan, giảm đau viêm đầy trướng, ngăn sỏi tái phát. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trương. Những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang thực hiện theo quy định của nhà nước khi tiến hành giãn cách xã hội, nghiêm túc tuân theo chỉ thị, các nghệ sĩ cũng tạm gác công việc của mình để ở yên một chỗ, nhắn nhủ khán giả giữ an toàn. Trên trang cá nhân mới đây, Trường Giang khiến không ít người ngỡ ngàng khi tiết lộ khoảnh khắc đang tất bật với công việc mới trong mùa dịch. Anh đăng tải hình ảnh khoác áo sơ mi chống nắng, đầu đội nón, mang dép tổ ong và bịt kín mít, trong khi đó tay đang cầm sẵn cuốc đất. Nam nghệ sĩ còn hài hước đánh kèm dòng trạng thái: "Đứa sẵn đây nào, mãi bên nhau bạn nhé." Trước đó không lâu, ông xã Nhã Phương cũng khiến dân tình một phen đứng hình khi đăng tải hình ảnh ngồi nghỉ tại một công trình đang xây. Anh viết: "Về quê phụ hồ mùa dịch." Tấm hình nam MC ngồi vắt chân trên đống gạch làm cư dân mạng cười ngất. Nhiều người đùa rằng chắc anh chỉ giữ chỗ trong coi xây dựng. Tuy nhiên, sau tấm hình mà nam nghệ sĩ mới đăng, có lẽ khán giả phải suy nghĩ lại khi thấy Trường Giang thực sự sáng tay làm việc, cuốc đất nhoay nhoáy. Được biết, trong khi thực hiện giãn cách xã hội, Trường Giang lựa chọn về quê nhà nghỉ ngơi, tiện thăm người thân. Đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi nam danh hài ở quê nhà lâu tới vậy. Điều đáng nói, nhiều người đoán rằng lần này Nhã Phương và con gái không đi theo ông xã mà vẫn ở lại thành phố. Trên trang cá nhân của hai vợ chồng ít thấy ảnh chụp chung cùng nhau, bà xã Trường Giang cũng chỉ đăng những tấm hình cũ. Trong khi ông xã tất bật với nghề mới, Nhã Phương ở nhà và giữ thói quen tập thể dục đều đặn. Bà xã Trường Giang khoe trên trang cá nhân, sức khỏe vẫn là điều quan trọng nhất. Mỗi ngày Bi đều dành 30 phút mỗi sáng để tập thể dục hoặc tập yoga. Giữ sức đề kháng cho cơ thể ở thời điểm hiện tại là quan trọng nhất. Dân tình cho rằng vì tình hình dịch bệnh nên nam danh hài cũng hạn chế đi lại. Không ít khán giả nhận định trong khoảng thời gian không gặp vợ và con gái, hẳn là Trường Giang bồn chồn và nhớ nhung lắm đây. Nam danh hài vốn nổi tiếng là ông bố cuồng con và người chồng mẫu mực thương yêu vợ, cho nên điều này cũng không lấy làm lạ. Trong làng giải trí nhiều tính cạnh tranh, hiếm có nghệ sĩ nào được lòng và nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ đồng nghiệp như nam ca sĩ Ngô Kiến Huy. Ở tuổi 33, Ngô Kiến Huy là một trong số ít nghệ sĩ Việt thành công ở nhiều lĩnh vực như ca hát, MC, diễn viên. Ngoài ra, anh còn lấn sân kinh doanh và bước đầu gặt hái quả ngọt đáng mừng. Bên cạnh đó, trong sinh hoạt đời thường, Ngô Kiến Huy cũng được nhận xét là người hòa đồng, dễ gần và hài hước. Sự xuất hiện của nam ca sĩ thường mang đến tiếng cười cùng niềm vui cho người xung quanh. Vì vậy, chàng bắp khá được lòng đồng nghiệp trong làng giải trí. Mới đây, nhân dịp sinh nhật tuổi 33 của Ngô Kiến Huy, đông đảo nghệ sĩ Việt đã gửi lời chúc mừng đến anh chàng. Trên trang cá nhân của mình, Ngô Kiến Huy đăng tải hình ảnh chụp với chiếc bánh kem nhân dịp sinh nhật. Đón tuổi mới, nam ca sĩ không tổ chức hoành tráng như mọi năm. Thay vào đó, anh chỉ làm ở nhà và thổi nến đơn giản. Ngay sau khi chia sẻ, nhiều đồng nghiệp đã gửi lời chúc đến nam ca sĩ. Cụ thể, anh viết: "Bánh kem dễ thương không cả nhà. Thỏ đen luôn cười rạng rỡ nhưng có bàn tay đen, chính là thỏ đen xui xẻo trong truyền thuyết. Nhưng không sao vì xung quanh đã có rất nhiều bắp. Thêm một năm thổi nến mừng tuổi mới. Huy cầu mong cho tất cả chúng ta đều bình an, đại dịch mau chóng qua đi để mọi thứ trở lại bình thường. Sẽ không còn khẩu trang, thay vào đó là những nụ cười. Và Huy cũng thấy rằng việc tổ chức sinh nhật lớn hay nhỏ không quan trọng. Quan trọng là tình yêu thương của chúng ta dành cho nhau cứ thế đông đầy và lớn dần theo năm tháng. Chúc mừng sinh nhật của tôi." Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm đáng kể. Dàn sao Việt kéo vào gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ngô Kiến Huy. Có thể thấy, từ những tên tuổi lớn trong showbiz Việt như Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, cho đến các ngôi sao đình đám như Đồng Nhi, Noo Phước Thịnh, Sam, Tiến Luật, Khả Như, Trương Phạm, Trương Thế Vinh và cả gương mặt trẻ hot hiện nay như Unify, Huỳnh Phương, Huỳnh Lập cũng đổ bộ vào trang cá nhân của Ngô Kiến Huy để gửi lời chúc mừng. Hành động này đủ thấy tình cảm mà giới nghệ sĩ dành cho chàng bắp nhiều thế nào. Bên dưới bài viết, loạt tên đích xanh với trang ngập lời nhắn, nam thư với lời chúc dí dỏm: "Sinh nhật vui banh chành nha em." Thúy Ngân kèm lời chúc siêu có tâm: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, hết đau cơ đau vai, vui vẻ, hạnh phúc phát tài, có ý trung nhân nha." Đồng Nhi không quên chúc mừng người bạn chí cốt lâu năm: "Happy birthday bạn tôi nha." BB Trần ngọt ngào gọi Ngô Kiến Huy là chồng: "Chúc mừng sinh nhật chồng, tối nay qua nhà vợ khui quà. À mà thôi, đợi thêm 2 tuần nữa đi rồi qua." Bảo Thi gửi lời nhắn đặc biệt đến bạn thân: "Chúc bạn Huy năm sau lập gia đình nha, cũng lớn tuổi rồi đó, phải ổn định thôi bạn ơi." Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng với lời nhắn đáng yêu: "Happy birthday chàng trai dễ thương nhất showbiz." Diễn viên Sam đăng bức ảnh thời xưa cùng Ngô Kiến Huy kèm lời nhắn thiết thực: "Chúc anh tuổi mới vẫn luôn tươi trẻ mộng mơ yêu màu hồng, lúc nào cũng hạnh phúc và đạt được mọi ước muốn trong cuộc sống nha. À quên, chúc anh sớm đạt được mục tiêu 50 miếng đất, chắc ngày đó không xa nữa, nhớ dành ra một miếng để anh, em và Trung Phạm nuôi thỏ trồng cà rốt, nếu ba đứa ế không ai rước nha." Trung Phạm đăng bức ảnh hậu trường phờ phạc của Ngô Kiến Huy kèm lời nhắn tình cảm: "Tuổi mới khỏe mạnh kiếm được nhiều tiền, nhiều hit hơn nha." Và đông đảo sao Việt: Miu, Minh Trang, Hoàng Dương, Lục Huy, Hương Ly, Huyền Trang gửi lời chúc tốt đẹp đến chàng bắp Ngô Kiến Huy. Tuy nhiên, lướt qua sẽ thấy đa phần các đồng nghiệp, bạn bè đều có ý hối thúc nam ca sĩ mau lập gia đình ở tuổi mới.
Bên cạnh đó, người anh thân thiết và cũng là thành viên của đội hình Journeyman năm nay là Trường Giang cũng không quên gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nam ca sĩ. Trên trang cá nhân của mình, Trường Giang xuất hiện nhí nhảnh trong bộ trang phục giản dị với áo thun, quần short. Trường Giang bày tỏ sự tiếc nuối vì đang trong mùa dịch nên không thể ăn mừng sinh nhật hoành tráng cùng đàn em. Anh chia sẻ vì biết Ngô Kiến Huy thích món thịt heo muối Iberico nhưng vì tình hình hiện tại không thể làm được nên anh sẽ làm thịt heo bột nắng tại quê nhà và ship lên Sài Gòn. Kèm theo đó, anh gửi lời chúc cho Ngô Kiến Huy ngày càng thành công hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, buôn bán thuận lợi cũng như công việc nghệ thuật được nhiều người yêu thương hơn. Cuối clip, nam danh hài còn ghép hẳn hoi hình ảnh của anh và đàn em cùng với bài hát Happy Birthday. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ thấy Trường Giang quý mến đàn em thế nào rồi. Cũng nhân dịp sinh nhật tuổi 33 của mình, Ngô Kiến Huy khiến các fan háo hức khi chia sẻ về kế hoạch mới. Trong đó, đặc biệt là Running Man Việt Nam, chơi là chạy. Thỏ Đen cho biết, năm 2021, anh sẽ dành trọn sự tập trung cho chương trình truyền hình thực tế này. Thời gian qua, Ngô Kiến Huy đã chuẩn bị rất nhiều khi trở lại với mùa 2 của Running Man Việt Nam. Nam ca sĩ cho biết, năm nay anh đã độ body, tăng hẳn 3kg so với trước đây và rất tự tin vào thân hình 6, 7, 8, 9 múi. Thỏ Đen từng khẳng định, năm nay anh đã đi tắm lá bưởi dễ xuôi, sẽ không còn danh hiệu bàn tay thối như trước nữa. Không rõ nam ca sĩ có tắm nhầm lá nào khác không, bởi thực tế phủ phàng là anh đã chơi game thua ngay sau tuyên bố đó. Không chỉ vậy, trong hậu trường Running Man Việt Nam, Ngô Kiến Huy vẫn gặp xui khi chơi game lật chai nước của mọi người. Trong khi Liêm Bệnh Phát hay Trường Giang một phát ăn ngay, Chuân Phạm sau bao lần cố gắng đã làm được, thì Ngô Kiến Huy quyết định bỏ cuộc. Năm nay, Ngô Kiến Huy khẳng định mình là ông vua trò chơi, một đầu não chiến thuật, tính toán được hết ai sẽ xé bản tên, ai sẽ phản bội. Khán giả xem chương trình sẽ thấy tôi tính toán ghê gớm đến đâu. Về thể lực, mùa này tôi đã khỏe hơn nhiều vì tôi chơi boxing, còn sự may mắn thì tôi đỡ xui hơn, thành ra tôi là người siêu hoàn hảo, Ngô Kiến Huy nói. Ngoài việc dành trọn thời gian cho Running Man Việt Nam, Ngô Kiến Huy dự kiến cho ra mắt 2 MV ca nhạc. Thỏ Đen từng chia sẻ, dạo gần đây anh cảm thấy bản thân cần phải truyền tinh thần tích cực cho mọi người, bởi ai cũng đang trong giai đoạn lo lắng vì dịch Covid-19. Nếu ra nhạc buồn, sầu càng thêm sầu nên tôi nghĩ mình phải ra mắt các ca khúc vui vẻ, tích cực để khán giả nghe xả stress. Do đó, những ca khúc trước mắt sẽ mang tinh thần vui vẻ và tích cực để giải tỏa bớt căng thẳng cho mọi người. Ngô Kiến Huy chia sẻ, điều này đã được thể hiện trong hai sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của Ngô Kiến Huy là Truyền Thái Y và 72 Phép Thần Thông. Ngô Kiến Huy sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một nam ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình. Anh tham gia nghệ thuật từ sớm, đến nay hơn 17 năm sống với nghề. Ngô Kiến Huy được nhiều đồng nghiệp quý mến bởi tính cách hiền lành, thân thiện. Hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm, Ngô Kiến Huy đã khẳng định bản thân và ghi dấu ấn trong nhiều lĩnh vực mà anh tham gia. Tuy con đường nghệ thuật khá thuận lợi và gặt hái nhiều thành công, song nam ca sĩ vẫn chưa thật sự may mắn trong chuyện tình cảm. Chính vì thế, người hâm mộ cùng bạn bè đồng nghiệp hy vọng anh sẽ sớm có tin vui thông báo với mọi người. Với phong độ như hiện tại, khán giả hâm mộ cũng kỳ vọng rằng chàng ca sĩ họ Lê sẽ ngày càng gặt hái hơn nữa thành công và thăng hoa trong sự nghiệp nghệ thuật. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ trên kênh ống kính Hậu Trường và đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.